Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách chỉnh sửa, sao chép các câu lệnh, dòng lệnh, tốc độ trong một cái chương trình. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ mở một chương trình lên. Thì mình đã tạo sẵn một chương trình, sẵn cụ thể ví dụ một chương trình đơn giản ngắn gọn để chúng ta dễ hình dung ra. Rồi. Đầu tiên thì chương trình này gồm có 7 điểm từ B1 đến B7. 7 điểm. Tốc độ đang 50 m/s. Thì giờ chúng ta muốn chỉnh sửa tốc độ một cách bình thường á, là ta lết vào và ta chọn cái tốc độ manual của nó. Đó. Manual speed này, tốc độ thì chỉnh sửa cái đó là cách thông thường. Nhưng trong điều kiện một chương trình rất là dài, có thể đến vài chục là vài trăm điểm, thì chúng ta phải vào cách chỉnh sửa một cách tổng thể. Chúng ta vào replace. Đó. Chúng ta chọn enter. Rồi, gồm có hai phần, một là move speed là tốc độ, well condition là chỉnh sửa dòng điện và cường độ dòng điện. Rồi, chúng ta vào chỉnh sửa tốc độ trước. Phần tốc độ này đó. Này là on move speed là tất cả các tốc độ di chuyển thì mình chỉnh sửa tổng thể. Trong này thì nó có phần well, phần tốc độ đường hàng, tốc độ không hàng, tốc độ bắt đầu xuống hàng, tốc độ bắt đầu xuống hàng đó. Thì chúng ta cho vào tổng thể. Thì chúng ta cho tốc độ đó tầm khoảng 80, 70 gì đó. Đó, tùy vào mình. Ok. Rồi đó. Tốc độ tổng thể chúng ta sẽ chuyển sang hết 70 m/s. Rồi, đó là phần tốc độ. Tiếp theo sẽ là phần dòng điện. Chúng ta vẫn vào đó. Well condition. Dòng điện. Arrow set. Phần arrow set và là đầu dòng điện, là dòng điện bắt đầu vào hàng, còn gray là dòng điện kết thúc với đường hàng. Đó, chúng ta chỉnh tổng thể dòng điện. Đó, return là cường độ dòng điện, là volt là tốc độ hàng di chuyển hàng. Đó, thì chúng ta muốn chỉnh sửa vào điểm hàng thì tổng thể. Ok, còn này là cái phần mình chương trình mình không có lưu điểm hàng. Em chỉ giới thiệu sơ cho các bạn nếu mà muốn biết. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về phần này là cắt, copy, bát, tìm. Đó, đơn giản là phần cắt dòng lệnh. Thì trước khi chúng ta muốn cắt dòng lệnh á, thì mình muốn cắt tại vị trí điểm nào thì chúng ta lăn chuột tới điểm đó. Đó, mình sẽ lăn từ điểm B2, muốn cắt từ B2 tới B4 đi, thì mình sẽ lăn để ngay B2 và mình sẽ vào phần edit và phần cut cắt này. Đó, mình muốn cắt tới điểm nào thì mình sẽ lăn chuột xuống và nó sẽ bôi xanh hết. Đó, B2 tới B4 sẽ lướt chuột để bảo là dừng cắt và lưu. Rồi, đó, cắt từ điểm B2 đến B4, chỉ còn B1, B5. Thì giờ mình muốn bát lại từ đầu á, hoặc là bát dưới đi cũng được. Thì mình sẽ bát lại từ đầu, nó sẽ bát dưới điểm B1. Ta sẽ chọn vào bát. Bát có hai dạng bát theo thứ tự từ B2, B3, B4. Là bát trên theo thứ tự từ trên xuống. Còn mũi tên dưới là bát theo thứ tự là từ B4, B3, B2. Rồi mình sẽ cho ngược lại, bắt từ B4, B3, B2 và nó tự đổi B4, B3, B2 cho nó đổi thành là điểm tiếp theo của điểm B7 này là B8, B9, B10 là bắt ngược lại là B10, B9, B8. Đó, các bạn đã hình dung ra chưa? Ok, thì mình muốn bắt ngược lại thì mình cứ bắt theo thứ tự xuống này. Đó, 11, 12, 13 nó sẽ không ngược lại. Rồi, chúng ta sẽ xóa bớt 11, 22 là đúng như chương trình lúc đầu của ta. Rồi,
thì mình có thể to xóa từng câu lệnh, hoặc là mình sẽ tiếp tục mình cắt ba điểm này, đó, cắt ba điểm này bỏ đi. Ok, đó, nó sẽ cắt. Đây là thứ tự đóng điểm của chúng ta lúc đầu, chỉ là khác điểm B, tại vì mặc định của nó là nó từ B7 trở đi, cứ điểm càng sâu thì nó sẽ tăng lên, chứ nó không hiểu là các điểm cũ. Rồi mình copy thì vẫn tương tự, đó, chỗ nào copy lăn xuống 11, 12, 13 copy. Ok, xong rồi mình lên xuống dưới, mình copy, mình muốn dán vào chương trình dòng lệnh xuống dưới thì đó, mình bấm bát theo thứ tự, hoặc là bát ngược, chúng ta sẽ bát theo thứ tự, nó sẽ ra 14, 15, 16. Ok, đó là cách copy, cắt và bát chưa dòng lệnh. Tiếp theo thì mấy phần dưới này lại di chuyển điểm, phần này thì nâng cao, chúng ta không cần dùng đến. Này là di chuyển điểm, chương trình di chuyển điểm theo tọa độ X, Y, Z. Thì cái này mình sẽ làm một chương trình giới thiệu cụ thể phần này sau. Đó, đó là phần cơ bản giới thiệu cho các bạn. Các bạn thấy hữu ích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh.